Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân quận Ô Môn vừa làm việc với lãnh đạo Trung tâm Y tế, Phòng Giáo dục và Đào tạo quận và 7 phường về công tác tiêm chủng vaccine phòng COVID-19. Đến ngày 12 tháng 8, quận Ô Môn đã tiêm vaccine phòng COVID-19 cho người từ 18 tuổi trở lên mũi 3 đạt 30%, trẻ từ 12 đến 17 tuổi tiêm mũi 3 đạt gần 57%, trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi tiêm mũi 2 đạt 72%. Để tăng tỷ lệ tiêm mũi 3 cho người từ 18 tuổi trở lên và cho trẻ trong độ tuổi tiêm chủng, ông Trần Minh Khiết, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Ô Môn, đề nghị Phòng Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các trường rà soát vận động phụ huynh đưa trẻ đi tiêm chủng. Các phường và ngành y tế rà soát đối tượng tiêm chủng và tiêm mũi bổ sung, đảm bảo tiến độ nhập liệu kịp thời theo tiến độ tiêm chủng, tuyên truyền hướng dẫn người dân hiểu rõ về tiêm chủng, đảm bảo an toàn trong tiêm chủng.